Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách resize một bức ảnh nhỏ lại so với lại độ phân giải lớn mà không làm mất đi tỷ lệ ảnh thật của bức ảnh. Đầu tiên các bạn tạo một môi trường làm việc mới để xử lý ảnh. Vào file, chọn new. Chọn màu custom để tạo một vùng mới với chiều ngang là 1000 pixel và chiều dọc là 1000 pixel. Tăng độ phân giải lên 300. Ok. Mình sẽ tìm đến folder chứa bức ảnh có kích thước lớn. Và tìm một bức ảnh tương tự nhưng ở kích thước nhỏ hơn. Các bạn vào window. Arrange. Chọn là Tree of Vertical. Tại vùng làm việc mới này, mình sẽ kéo thả hai bức ảnh có hai kích thước khác nhau nhưng có tỷ lệ tương đương nhau. Đây là hình nhỏ và đây là hình lớn. Tạm thời tắt hai ảnh này đi, chỉ chừa lại vùng làm việc mới của mình. Các bạn có thể click và kéo bức ảnh bạn vừa copy kéo thả sang. Các bạn có thấy là hình này lớn hơn rất nhiều so với bức ảnh nhỏ của nó. Nhưng hai bức ảnh này là cùng có một tỷ lệ thật. Mình sẽ resize bức ảnh này cho bằng lại với tỷ lệ này bằng cách là chọn đúng bức ảnh này, bức ảnh lớn, vào Edit, tìm đến dòng Transform và chọn Scale. Các bạn dùng tổ hợp phím là Ctrl và dấu gạch ngang kế số 0 để có thể thu nhỏ lại bức ảnh, hoặc là Ctrl nhấn dấu cộng để có thể phóng to bức ảnh. Tại đây mình thu nhỏ lại để cho các bạn có thể hình dung dễ hơn. Khi các bạn vào Edit, Transform và chọn là Scale thì xuất hiện một cái đường viền lớn như thế này. Mình sẽ kéo bức ảnh này để cho các bạn hiểu đường viền này có ý nghĩa như thế nào. Như các bạn đã thấy, khi scale một bức ảnh nào đó thì tự động bên ngoài sẽ xuất hiện một cái vùng để cho chúng ta có thể kéo thu nhỏ lại hoặc là kéo giãn to ra. Thì mẹo ở đây, khi bạn resize một bức ảnh nào đó mà muốn giữ lại tỷ lệ thật của bức ảnh, các bạn có thể giữ phím Shift và kéo từ trên góc, góc trên hoặc góc dưới tùy các bạn. Khi kéo, tỷ lệ của bức ảnh sẽ luôn được giữ. Các bạn có thể buông ship ra nhưng vẫn giữ chuột trái để kiểm tra. Lúc này khi kéo lên, kéo ngang hoặc là kéo một góc 90 độ, bức ảnh của các bạn có thể bị bóp lại, mất đi tỷ lệ thật của nó và làm cho bức ảnh bị biến dạng đi. Thì cách tốt nhất là khi kéo
hoặc là khi kéo một bức ảnh để mà resize nó thì ta nên nhấn giữ shift và kéo một góc 45 độ. Sau khi đã đạt được kích thước mong muốn, các bạn click vào dấu check này hoặc là nhấn phím enter. Mình đã có một bức ảnh giống như bức ảnh nhỏ hơn nhưng tỷ lệ ảnh thì là giống nhau. Các bạn có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl và T thì lúc này sẽ tự động hiện lên phần Chamfer để các bạn có thể resize bức ảnh. Tiếp tục đè shift và kéo, nhấn enter để thực hiện. Bạn có thể nhận thấy rõ ràng hai bức ảnh này đã được, cái bức ảnh này lớn này đã được resize về kích thước đúng với lại tỷ lệ của ảnh nhỏ của nó. Chamfer còn có những mod khác như là bạn có thể chọn, bạn có thể chọn ảnh này và nhấn Ctrl T vào Edit Chamfer. Có những mod khác nữa, Roll là dùng để xoay một góc. Các bạn để ý khi mình xoay thì trên vùng làm việc tọa độ đang được thay đổi theo những thao tác của mình. Đây là điểm nổi bật của phiên bản Photoshop CS6. Khi xoay bức ảnh đến một góc vừa ý thì check để thực hiện. Hoặc các bạn có thể sử dụng phím tắt, đó là chọn đúng bức ảnh mà mình cần xử lý, phải chuột, chọn layer. Ở bài sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn kỹ hơn về layer. Khi mình chọn phải chuột lên một cái vùng ảnh nào đó thì sẽ hiện lên các layer, thì layer nó là lớp. Ở bài sau mình sẽ nói kỹ hơn. Ở đây mình muốn các bạn là tìm đúng bức ảnh này. Bây giờ mình sẽ ví dụ cho nó về kích thước thật. Enter và nhấn tổ hợp phím Ctrl T để chamfer vùng chọn đó. Sau đó nhấn phải chuột và chọn tiếp tục là skew. Mod này giúp chúng ta kéo những cái cạnh thường. Mod này thường là dùng để là các bạn xử lý là ghép ảnh vào một TV hoặc là làm hiệu ứng 2D gì đó trên text là thường. Các bạn có thể kéo để mà kiểm tra nó. Sau khi kéo bức ảnh mà mình muốn thì có thể check vào đây hoặc là enter. Bức ảnh của bạn đã được thay đổi tùy theo mod. Chọn tổ hợp phím Ctrl và Z để lùi lại thao tác mà bạn vừa làm, hoặc Ctrl Enter Z để lùi lại những bước làm dài hơn. Vì phiên bản Photoshop, trong mọi phiên bản tổ hợp phím Ctrl Z chỉ hiểu được 2 lần lịch sử các bạn thao tác cho một ảnh gần nhất. Do đó để quay lại lịch sử mà bạn làm việc, các bạn có thể vào Windows History. Lúc này sẽ hiện một cái bảng làm việc có tên là History và bạn chọn lại những bước lịch sử mà bạn đã làm. Lúc nãy bức ảnh của tôi đang lớn. Sau khi hướng dẫn các bạn resize qua nhiều bước xoay ảnh thì nó đều lưu ở trong đây.
tôi chọn tại cái mod này để trở lại bức ảnh như ban đầu. Click vào này để thu gọn lại vùng history. Các bạn có thể nhấn Ctrl+T phải chuột và kiểm tra thử distort. Distort là khi bạn kéo tại một cạnh nào đó thì cạnh song song của nó sẽ được giữ lại. Ở đây mình cố gắng làm thật chậm để các bạn có thể hiểu rõ hơn và để nắm bắt thật kỹ, đòi hỏi các bạn phải thao tác thật nhiều. Sau khi đạt đến cái kiểu resize mà các bạn mong muốn thì các bạn check vào đây hoặc enter. Bức ảnh của mình đã được thay đổi theo chế độ distort. Mình sẽ mở lại bản history để trở về ảnh gốc để ví dụ thêm vài mod nữa. Ảnh gốc mình ở đây, nhấn Ctrl+T phải chuột. Tại đây có rotate 180, đó là lật 180 độ. Rotate 90 CW có nghĩa là lật theo chiều kim đồng hồ một góc 90 độ. Các bạn phải chuột chọn lại rotate 90 độ CCW có nghĩa là xoay theo chiều 90 độ nhưng là ngược chiều kim đồng hồ. Phải chuột lên bức ảnh. Horizontal là lật theo chiều ngang. Và vertical là lật theo chiều dọc. Mình vừa hướng dẫn các bạn cách transform một bức ảnh về kích thước thật của nó mà không làm mất đi tỷ lệ thật của bức ảnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.